Và đây là các anh em, chị em và gia đình đại quân OCS từ khóa 1 cho tới khóa 12. Hôm nay về Little Sài Gòn, California, quận Cam, họp mặt nha. Buổi sáng họp mặt ở công viên, buổi chiều thì sẽ họp mặt ở bên nhà hàng. Mấy ông quay phim đông mừng quá, đẹp quá. Úp soi anh nhà. Ok. 1, 2, 3, Lima. Hay ghê chưa? Bravo Lima. Hay quá. Ok. Không? Đây nè, anh Lâm đây nè. Đâu? Mở đi ăn cà phê, một cái qua chiều trước đó. Ui trời. Ăn đi em. Lấy đồ ra ăn đi. Ăn đi gì? Uống hoa, cả gà. Uống hết. Chị ơi, chị em bên đây quá, đây đẩy lên chị đây. Để bỏ ra cái chị dính đó. Hãy biết sao chị. Chị cô hát chị. Bên này. Dạ được. Quá OCS nha. OCS stands for Officer Candidate School. Okay, 12 khóa. Từ khóa 1 cho đến khóa 12. Những khóa này là học ở bên Mỹ và Hải quân Việt Nam học bên Mỹ về. Ăn đi, cho nó ngon. Sướng quá. Ui, ngon quá. Sắp hai đó. Rồi, bye bye.